đục lũa cọc chứ đây chờ đã có đồ bánh đâu. Chỗ phải to rồi. Hiện nay thì ở Nam Trà My này gồm có các đơn vị như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, rồi Sư đoàn 35 quân khu, Lữ đoàn Công binh 270. Tất cả các lực lượng này đã tiếp cận với người dân để thứ nhất là tham gia đào bới san lấp những cái vị trí sạt lở, thứ hai là những cái khu mà cần phải di dời thì dỡ cái nhà cũ cho bà con và chuyển đến cái vị trí mới đã được tỉnh quy hoạch ở cái khu.